Chờ xíu tôi sẽ coi lại cái câu hỏi nha. Rồi câu hỏi là, câu hỏi đầu tiên á là biết thân ngũ uẩn là khổ, ai có thân ngũ uẩn thì khổ hết, còn đá sỏi không có thân ngũ uẩn nên không có khổ. Thì vị này hỏi là cái cõi vô sắc thì có khổ hay không. Thì sư giải thích như thế này ha, giải thích như thế này, đó là khi mà Đức Phật thuyết pháp đó, là Đức Phật xác định đối tượng rất là rõ. Bây giờ sư chỉ trả lời ngắn gọn thôi. Đức Phật xác định đối tượng rất là rõ, đó là gì? Đó là loài người, chư thiên và phạm thiên sắc giới. Đức Phật không thuyết pháp cho chư thiên, phạm thiên vô sắc giới. Cho nên Đức Phật không cần thiết phải nói những cái liên quan đến phạm thiên vô sắc giới làm chi, bởi vì nó sẽ làm cho vấn đề thêm phức tạp đó. Mà chư thiên dục giới và sắc giới đó, thì họ nghe luôn cả loài người thì có tấm thân ngũ uẩn, cho nên Đức Phật mới đề cập đến tấm thân ngũ uẩn ha. Còn chư thiên, còn phạm thiên vô sắc giới thì không có, cho nên Đức Phật không có, không đề cập tới. Một cái vấn đề nữa đó, là tại sao là Đức Phật không có thuyết pháp cho phạm thiên vô sắc giới? Bởi vì chỉ đơn giản là ở đó họ họ chỉ họ không có, gọi là họ không có điều kiện để họ nghe pháp, họ không có điều kiện để họ nghe pháp. Thành ra đó, chư chư Bồ Tát á, sau khi mà được thọ ký rồi đó, nếu như suy nhớ không lầm là các ngài không có tái sanh lên cõi vô sắc giới, bởi vì lên trên đó là không tạo phước gì hết, lên đó không tạo phước gì hết, không có tu hành gì được hết. Cho nên thường các ngài mặc dù chứng lên tới phi tưởng phi vi tưởng, nhưng các ngài sẽ không có tái sanh lên cõi trời vô sắc giới ha. Mà chính bởi vì Đức Phật không thuyết pháp cho hàng phạm thiên vô sắc giới, cho nên Đức Phật không đề cập đến những vấn đề liên quan tới họ làm chi, nó chỉ khiến cho chuyện thêm phức tạp mà thôi. Đó.